Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để mà nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ vẫn tiếp tục phiêu lưu ở bên thế giới Ultra nữa nha anh em. Đó, chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện các thử thách về mấy em Ultra Beast. Ừ, chưa gì đã có một em Legendary, đó chính là Kẹo Dẻo xuất hiện rồi kìa. Đây là một trong bốn con thánh kiếm sĩ nha. Kẹo Dẻo nha các bạn. Con này thì mình đã có rồi nè. Thôi chúng ta sẽ tạm đánh bại đó luôn đi. Chứ mình có rồi, bác lại chi nữa. Mình sẽ đánh bại đó luôn nha các bạn. Thì cái con Kẹo Dẻo này á, nó có hai cái form lận. Cái form này là cái form bình thường nè. Còn cái form thứ hai á thì nó sẽ mọc cái cây kiếm ở trên đầu nè, và cũng như là cái bờm nó cũng sẽ dài ra anh em à. Mà muốn tiến hóa lên cái phần đó chúng ta phải học được một cái skill, đó chính là Secret Sword. Đó chính là thanh gươm bí ẩn. Rất là hay luôn. Nhưng mà muốn học được cái skill đó thì các bạn phải đi tìm được cái ông học kỹ năng kìa. Ông mà phải học bằng kim cương, bằng ruby rồi đó. Chúng ta mới học được. Thôi mình sẽ tạm vô đây và Pokéheal một cái đã. Này, bất kỳ hiểu rồi, chúng ta sẽ tiếp tục phiêu lưu thôi. Bên đây có một cái Master Chest nè. Trời ơi, đi qua lấy luôn. Đợt trước mình khá là may mắn khi mà đã nhận được một quả Master Ball và một quả Beast Ball luôn đó anh em ạ. Quá xịn. Lần này chúng ta được một cái skill hệ lửa nè. Mình phải chỉnh lại cái difficulty cái đã. Cái độ khó nó phải là be full. Ở bên thế giới Ultra này nó hay bị lỗi cái độ khó lắm. Cũng như là lỗi cái shader á. Khi mà chúng ta thoát khỏi game á thì nó sẽ bị kiểu như là tự động reset lại á. Rất là khó chịu luôn. Mình hy vọng là nhóm tác giả sẽ sớm cập nhật lại cái này. Em này muốn kiếm chuyện với tôi hả? Chết queo luôn. Bên này có một cái Beast Chest nè. Chúng ta sẽ cùng qua lấy cái Beast Chest này luôn nha các bạn. Tăng. Trời, được một cái Insect Plate. Một cái tấm plate của Ashes dành cho hệ bọ. Mình sẽ tạm sắp xếp lại cái rương đồ của mình luôn đi. Trời, cái rương sau khi phiêu lưu ở bên thế giới Ultra nó rất là đầy luôn rồi nè. Chắc trong tập sau mình phải đi về nhà và sắp xếp lại quá. Nó quá đầy luôn các bạn ơi. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục nữa thôi. Tiếp tục lên đường. Và bên cái khu này có vẻ là mới mẻ nè. Ủa, bên đây là vùng Desert M và Savannah M luôn. Ui, nó giao giữa hai cái vùng luôn nè. Mình sẽ lâu luôn nè các bạn ơi. Đây là những cái vùng mà chúng ta cần để bắt những em Pokemon hiếm á. Nó rất là khó xuất hiện bên thế giới Overworld luôn. Nhưng mà qua Ultra thì nó là điều bình thường thôi. Savannah M. Đó, mình đã lâu xong hai vùng luôn. Nó kế nhau thôi à. Rồi, bay qua bên đây coi. Ủa, bên đây có một cái Beast Chest nữa nè. Cái em boss Rogan Rola. Con này thường thường nó ở dưới đất nè. Hôm nay nó đã chịu chui lên rồi các bạn ơi. Thách đấu nó luôn nè. Rogan Rola. Nó cũng gây sát thương của mình khá khá đấy. Nhưng mà không sao, em Articuno của mình lo được hết. Ngon như vậy chứ. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục thôi. Có mấy em Train Wheel nè. Train Wheel nó có hai loại, một loại đực, một loại cái các bạn ạ. Numo hả? Thách đấu với tôi nè, cho chết queo luôn. Đây, để mình mở cái Big Chest này, coi thử nó được cái gì. Poison Memory. Thôi cái này mình cũng không có cần nó lắm đâu. Tại vì mình chưa có cái con Pokemon để mà gắn nó các bạn à. Bữa nay có mấy cái kim tự tháp nó lơ lửng nè. Hình như là có được 2-3 cái lơ lửng gì đó. Rồi, đi qua lại cái vùng Savannah thôi các bạn à. Beast Chest nè, lấy tiếp.
được một cái bức ghiêm Z, một cái viên đá Z dành cho hệ bọ luôn. Trời ơi, tập hôm nay là của hệ bọ sao á. Để mình coi cái tòa Entowl này nó được cái gì nè. Entowl đó, có được kim cương, Sidechick game cũng như là Duck game. Nói chung là cũng khá là xịn đó. Vàng nữa nè. Đa số mấy cái tòa tower nó toàn là đồ như vậy thôi các bạn ạ. Rồi, mình sẽ cùng dọn dẹp cái rương này thiệt là nhanh thôi. Đó, xong xuôi ngay. Xong xuôi ngay để mà tiếp tục cuộc hành trình nữa chứ. Wow, nhưng những cái vùng này mình chưa đi qua nè. Mình phải đi cho nó hết cái thế giới Ultra này mới được. Nói là hết nhưng mà theo mình nghĩ chắc đi không hết đâu các bạn à. Tại nó rộng vãi chưởng luôn á. Với lại bên thế giới bên này á, chúng ta toàn là bay lượn thôi. Mà phải có Pokemon bay thì mới bay được. À, có một ông nhà thách đấu nè. Đấu với ổng luôn, cấp 79. Sparrow hả? Mày nè con, ngậm củ tỏi liền. À, Charmeleon luôn. Đóng băng nó ngay. Ai beam nó một phát nữa các bạn à. Ai beam cho mày chết queo luôn. Đó, cái con gì của mình nó đã lên cấp rồi kìa. Wow, này có được hai con Charmeleon luôn, ngon vậy. Ui, và nó đốt lại mình hình như cũng khá là đau đó. Ui, nó quăng lửa kìa. Charmeleon chết queo luôn. Ba con Charmeleon luôn các bạn ơi. Kèo này có vẻ khá là khó đây. Và chúng ta không gây được sát thương cho nó đâu nè. May quá. Mới nói xong mình phải đổi qua con khác mới được. Suicune hệ nước nè. Đổi qua con này cho nó khỏe. Ivysaur hả? Dứt nó luôn. Rồi đổi qua con Mewtwo đi. Tại vì con Ivysaur nó khắc hệ với con Suicune đó các bạn à. Sidechick nó một phát. Pichetto nè. Để mình Mega lên mình chơi nó mới được. Mega lên thành con Mewtwo X nha các bạn. Chết queo luôn. Trời ơi. Gọn trơn. À và hình như con Suicune của mình nó đã đạt được cấp 100 rồi kìa. À, khá là xịn luôn. Mình sẽ tạm cất nó vào rank nha các bạn. Chúng ta sẽ tiến hành luyện level với con khác thôi. Suicune đã xong. Bây giờ mình sẽ đi chọn một em nào đó cấp cũng cao cao xíu đi để luyện cho nó nhanh. Chắc cái con chim điện này quá. Chúng ta sẽ chọn con chim điện này luôn nha các bạn. Zapdos. Những con còn lại như cấp nó đều thấp hơn con chim điện à. Thôi mình sẽ chọn con này đi. Để luyện cho nó lẹ chứ không có gì hết á. Rồi tiếp tục thôi. Bên đây có một con boss nè. Spearow. Xử nó luôn. Ây da. Con này dám thách đấu với tôi hả? Họ nó cho mình hai cái aluminum play nè. Cũng khá là ngon đó. Spearow nè. Tính chạy đâu. Chết queo luôn, một skill thôi các bạn à. Khá xịn. À, ở trên đây nó có một cái tòa Entowl nữa nè. Một cái tòa rất là to luôn. Chúng ta sẽ cùng lên khám phá luôn. À, nó có một cái phi thuyền nữa cơ. Ngon. Và hình như cái tòa này nó chỉ có một cái phòng để mà để rương thôi. Trời đất ơi. Nhìn nó bự như vậy mà cứ một cái phòng thôi à. Chúng ta lại được mấy cái sắt nè. Đắt game. Cũng như là mấy cái tấm place của Ashes đó các bạn à. Wow, nhìn ở dưới nó đẹp vãi chưởng luôn á. Rồi chúng ta sẽ bay qua bên này luôn nha. Ây da, nó mắc cái thanh nến của Diane nè. Nó làm mình bị hụt hơi đó. Xem xíu nữa là chúi đầu xuống dưới luôn rồi.
Rồi, sẵn bay qua bên cái phi thuyền này, kiểm tra coi nó có cái masterboard nào hay không. Cái rương này thì không có gì cả, toàn là mấy cái đồ bình thường thôi nè. Chắc mình không có gặp may rồi. Rồi, cũng không được gặp được một quả masterboard nào luôn. Rồi, sẵn thì cất đồ lại hết mới được. Wow, đứng ở đây nhìn xuống nó đẹp phải chữ luôn các bạn ơi. Ở những cái nơi cao như thế này chúng ta khá là có lợi á. Mình có thể bay qua cái hòn đảo nào cũng được hết á. Ồ, siêu đã luôn. Wow, hòn đảo này có vẻ khá là nhỏ đây. Mình sẽ đi qua cái hòn đảo bên này bự hơn. Mình sẽ đi qua cái hòn đảo bự hơn nha. Ồ, cái công cụ đáp xuống nó khá là lâu. Trời, gì nó slow motion vậy chưởng. Wow, ở đây nó có thêm một cái tòa Antao nữa nè. Wow, ngon ta. Và như có một cái phi thuyền hay sao á. Mình đang ở chế độ bi full. Tại mình thấy máu nó hồi hơi bị lâu á. Thì chúng ta lên coi. Ủa cái gì đây? Ultra Beast Boy Bon. Wow. Cái tên nghe rất là lạ luôn các bạn à. Boy Bon. Mình cũng chưa gặp nó lần nào luôn. Ui nó đây rồi các bạn ơi. Trời nó màu tím rịm rồi các bạn à. À ôi, mém tí nữa là nó rớt xuống dưới kia rồi. Mình sẽ đổi qua con Caesar để mà form sweep nó luôn nha. Trời, con Ultra Beast này nó nhỏ quá hả? Mình cứ tưởng là nó bự lắm cơ. Rồi, form whip nó một phát, còn một máu ngay. Sẵn mình sẽ bắt nó luôn bằng whip bomb nha. Đầu tiên là xài quả whip bomb trước. Whip bomb. À, không được rồi. May là tập trước mình đã có được thêm một quả Beast Ball nữa. Nên tập này mình sẽ sử dụng nó luôn nha các bạn. Đây, Beast Ball. Quả cầu chuyên dụng để bắt Ultra Beast nè. À và cái level của cái con này nó chỉ là 40 thôi. Thành công rồi các bạn ơi. Tính ra thì nó cũng không có mạnh lắm ha. Mình cảm giác là như vậy. À, và hình như theo mình được biết thì cái con này nó sẽ tiến hóa khi nó học được skill gì đó, một cái skill hệ rồng mình quên tên rồi, mình có từng đọc sơ qua như vậy. Đây và nó đây rồi các bạn ơi, Boy Bone. Để mình coi kích thước của nó. À, kích thước nguyên mẫu luôn nè. Con này thì hệ độc và nó bị trừ special attack cộng defense anh em ạ. À, ô và nó đang bay hả ta? Nó đang bay hay mình bị lắc vậy? Có vẻ như là nó đang bay anh em à. À, nó luôn bay như thế này nè. Wow, khá là xịn ha. Ô, thêm một con boy ball khác xuất hiện nữa kìa. Mình sẽ đi qua qua bắt nó luôn nha. Trời ơi, tập trước cũng vậy, cũng hai con Ultra Beast giống nhau xuất hiện tại một chỗ luôn. Tập này cũng như vậy luôn các bạn à. Có vẻ bên thế giới này thì nó bị cái gì đó. Khá ngon đây. Ây da, mày tính chạy đi đâu vậy? Tính chạy đi đâu vậy? Phone sweep nó một phát. Đây, ngon rồi. Mình sẽ tiếp tục quăng whip ball nha các bạn. Whip ball. Không thành công rồi. Ây da, lần này chắc mình sẽ sử dụng tới cái quả Ultra Ball quá. Ultra Ball từ tập bao nhiêu tới bây giờ mình ít xài lắm, toàn xài Summer Ball thôi à. Lần này chúng ta sẽ cố gắng xài thật là nhiều Ultra Ball cũng như là Pokeball lại. Ultra Ball. Chứ không là để nó bị lãng phí đó các bạn à. Cầm trong người mà không xài nó cũng khó chịu thế nào á. Và không được, mình tưởng là được rồi chứ. Thôi mình sẽ chuyển qua Summer Ball luôn đi. Ba quả không được thì chúng ta sẽ chuyển qua một cái loại ball khác nha. Yes. Thế là đã thêm một cái em
Boy Spawn thứ hai rồi đó. Đâu rồi, đâu rồi? Boy Bon, Boy Bon, hai con luôn các bạn ơi. Để mình coi cái thứ của cái con thứ hai nó là gì nào. Đây, con thứ nhất và con thứ hai. Nhìn nó cũng xem nhau ha. Con thứ hai kích thước là Giant và nó cộng Speed anh em ạ. Khá là ngon luôn. Ồ, nó có được Dragon Spoon rồi kìa. À, đúng rồi, hình như nó học được skill Dragon Spoon. Thì nó khi lên cấp thì nó sẽ tiến hóa nha các bạn. Tiến hóa thành một cái em Ultra Beast khác đó. Đúng rồi, hình như mình nhớ là như vậy á. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đổi lại cái đội hình nè, để mà đi luyện cấp tiếp thôi. Ngon. Đó, thế là tập ngày hôm nay được thêm hai em Ultra Beast nữa rồi. Lên cái phi thuyền này có thử có cái gì không? Cất cái gì hết không? À, lại là những cái món đồ quen thuộc. Sắt và cũng như là mấy cái game nè. Bên đây thì cứ có thêm vàng nữa thôi à. Cũng không có gì hot cho lắm. Rồi, tạm được. Nói chung mà ai mà thiếu tài nguyên á, cứ qua bên thế giới này. Nó rất là nhiều cái entowel luôn. Cũng như là những cái phi thuyền á, chúng ta có thể tha hồ mà lấy được những cái tài nguyên khoáng sản đó các bạn ạ. À, cái tòa này nó chỉ có được một cái phòng có những cái rương thôi nè. Chúng ta thấy được cái phòng mà nào á, cái nóc có những cái rãnh á, thì chúng ta sẽ đi xuống lấy. Nó sẽ auto có rương dưới đây luôn đó. Và thêm một tấm play nữa. Ngon. Ai, cùng dọn dẹp đồ và tiếp tục cuộc hành trình nữa thôi các bạn ơi. Hey, qua bên đây chủ yếu là đi tìm Ultra Beast nè, đi mở những cái rương, thách đấu boss, thách đấu NPC, cũng như là mình đi khám phá những cái Entho này thôi à. Nói chung thì nó cũng khá là quen thuộc. Tập nào nó cũng như vậy thôi. Ôi, bên kia là nguyên một cái rừng Bạch Dương. Và bên đây là cái vùng Swampland nè. Vùng đầm lầy. Đây là vùng xuất hiện của Swampbird á. Khi trời mưa và buổi tối nó mới chịu xuất hiện thôi. Đó là một trong những con món ăn khởi đầu mình chưa có đó. À, file memory thôi cũng được. Imperial này thì làm khó mình nãy giờ các bạn à. Mình phải đổi cái đội hình mạnh ra mới được. Con này nó thách đấu tôi nè. Mình phải kêu con NT ra mới được nè. Lâu lắm rồi cũng chưa kêu nó ra anh em ạ. Ziget. NT. Còn con nào nữa không ta? Để mình nhớ coi. Lâu lắm rồi cũng không có chơi lại mấy con mạnh nữa. Rồi, Latias là được luôn rồi đó. Latias cấp 100 luôn mà. Rồi, đầu tiên mình sẽ cho con NT xuất chiến nha các bạn. À, em bị rìu láo này hả? Mình sẽ xài skill Eruption. Một phát chết queo luôn và nó cho mình một cái Rare Candy nữa kìa. Ngon. Này thì hành hạ tôi nãy giờ hả? Thấy tôi cầm cái đội hình yếu là hành hạ tôi liền. Anh lắm. Mình định cho con Mewtwo đó nó ăn kẹo nhưng mà cái thanh kinh nghiệm nó cũng sắp lên rồi. Cho ăn kẹo thì nó khá là uổng á, nên mình thôi kệ nó luôn. Rồi, để coi chúng ta đi vào cái đường nào đây. Ngoài này nó có một cái gì khá là hay nè. Hình như là một cái hội quán á các bạn à. Một cái hội quán ở thế giới Ultra luôn đó, khá là xịn. Chúng ta có thể lấy được cái nhiều cái loại huy hiệu từ những cái hội quán như thế này nha. Rất là hay luôn đó. Đây là hội quán hệ băng rồi nè.
Ồ, nhìn siêu xịn sò luôn. Rồi, mình sẽ tạm lưu chỗ này là ai ghim nha các bạn. Chúng ta sẽ tạm lưu là Ice Kim. Để khi nào có cơ hội mình sẽ quay trở lại đây và thách đấu sạch bách luôn. Wow, bên đây là một cái ngôi làng nó đang lơ lửng trên không nè. À, có một cái ông nhà thách đấu hay cái gì nè. À, ông này chỉ là dân làng thôi. Mình lại cứ tưởng nhà thách đấu. Fan phi hả? Dứt mày luôn nha con. Trời, một skill chết queo luôn. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục thôi. Trời nó mưa, nó làm cái khung hình mình khá là xấu các bạn à. Nhìn nó nè. Ây da, chúng ta leo lên không được hả? Ây da, không đủ tầm bay rồi. Ồ, nhảy lên 4 ô thôi các bạn à. 3 ô hay là 4 ô gì đó thôi à. Đây, bên đây có một cái big chest nè. Chúng ta sẽ cùng đi qua kiểm tra luôn. Ta là được cái fighting memory, lại thêm một cái cuốn đĩa mà mình chưa có nữa. Mấy cái memory này chúng ta có thể dùng cho cái con Silvally hay sao á, theo mình nhớ là như vậy. Đây, bên đây lại có thêm một cái big chest nữa nè, chúng ta sẽ qua lấy tiếp luôn. Oh, và có một ông cảnh sát cấp 99 rồi. Cho cái con Snubbull ra luôn. Khá là hợp lý. À, hình đâm ra luôn nè. Hình đâm hả mày? Skill rất là đẹp luôn các bạn ơi. Blitzard mày nè con. Không được rồi. Blitzard nè. Vì nó hệ lửa nên nó đánh mình rất là đau đó các bạn ạ. Mày nè con. À, thêm một con Snubbull nữa, đã bị đóng băng luôn rồi kìa. Mới ra trận đã bị đóng băng. Ui, Legendary Rayquaza đã xuất hiện rồi các bạn ơi. Có hẳn một cái dòng thông báo luôn nha. Cuối cùng thì em nó cũng đã chịu xuất hiện rồi nè. Đây, nó đây rồi các bạn ơi. À, nhìn cũng khá là ngon đó. Rayquaza. Ây da, mình bay nhanh quá hơi bị lắc các bạn à. Nhưng mà mình sợ cái con Rayquaza này nó biến mất á. Chúng ta phải canh ném chuẩn mới được thôi. Đó, phải ném lại cho kỹ cái đã. Beng, không được rồi. Trời vừa mưa nữa nó bay lắc vãi chưởng luôn á. Rồi, Rayquaza của chúng ta đây rồi các bạn à. Cấp 70. Cuối cùng thì nó cũng đã chịu xuất hiện rồi nè. Rồi, con này mình phải quyết tâm bắt nó cho bằng được mới được. Nếu mà bắt bằng bon thường không được thì mình sẽ dùng luôn quả Master Bon nha các bạn. Whip Bon là quả đầu tiên nè. Whip Bon. Trời, nó phá hủy. Nó hồi lại máu luôn rồi kìa. Skill này là Reset hay là Sleep hay là Rest gì đó các bạn à. Chết rồi, tôi bấm lộn cái quả Dai Bon rồi. Uổng công cấu máu nãy giờ. Rồi, nó tỉnh giấc rồi kìa các bạn à. Mình sẽ bắt nó luôn bằng quả Ultra Ball nha. Ultra Ball. Wow, nhìn nó đẹp vãi chưởng luôn á. À, và cái con Rayquaza này á là cái con đầu tiên mà có Mega, cái form tiến hóa Mega đó các bạn à. Khá là xịn luôn. Và nó tiến hóa Mega không cần đá nha, mà chúng ta phải học được cái skill, đó chính là Dragon Ascent, skill rồng thăng thiên á. Học được skill đó thì chúng ta mới tiến hóa được Mega nó lận. Trời ơi, bắt khó quá ha. Đúng là huyền thoại có khác. Tamo Bon thôi các bạn à. Tới giờ cho Tamo Bon xuất kích rồi đó. Hên quá, nó đánh con Caesar của mình bị hụt rồi. Khá là may. Tamo Bon. Không được rồi các bạn ơi. Rồi, chết luôn con Caesar rồi. Mình sẽ đổi qua con Mewtwo nha. Rồi, dùng luôn quả Tamo tiếp theo. À, chết rồi. Cái khung hình nó bị rung rồi các bạn ơi. Nó đang bị lỗi rồi. Mình sẽ cố gắng bắt thiệt là nhanh nha, để cho các bạn đỡ phải nhức mắt qua cái khung hình này á. Tiếp tục là Tamo.
bắt những con Pokemon thầy bay á thì nó sẽ nhiều khi á bị lỗi như thế này nè, rất là khó chịu luôn. Yes. Và cuối cùng mình cũng đã đạt được thành tựu Wind Rider nè, cưỡi gió các bạn ơi. Mình đã bắt được em Pokemon cưỡi gió rồi nè, nó spawn tại vùng Extreme Hill cộng M. Bạn có thể thấy không, Extreme Hill cộng hay là Extreme Hill cộng M gì đó, à Extreme Hill cộng thôi à. Rất là xịn luôn. Cuối cùng nó cũng đã chịu xuất hiện rồi nè. Để mình coi thông tin của nó coi. Con này thì kích thước small hả? Nói chung thì không sao, nhưng mà nó không cộng không trừ luôn. Nói chung em này thì mình sẽ luyện nó sau nha các bạn. Đây, cho nó một viên kẹo đầu tiên. Lên cấp 71 nha. Đây, ngầu chưa các bạn ơi. Mà đang cởi đến đầu đó luôn nè. Đã với chữ Rayquaza. Cuối cùng thì mình cũng đã bắt được một trong ba con của bộ ba thời tiết rồi đó. Nhìn rất là đã luôn. Trời ơi, sung sướng. Có con boss kìa. Nhưng mà để mình xuống đây mình lấy cái bit chết trước cái đã. Mình vừa khám phá xong cái tòa End Tower này các bạn ơi. Để mình phi xuống coi. Mới khám phá xong cái này rồi. Có thêm một cái gì đây. Đây là Archalis. Đây là cái cúp nè. Cái nơi mà chúng ta sẽ gộp mười mấy cái tab play á, để mà tạo ra cái trái tim của con Arceus nha các bạn. Đây, Archalis. Cái này cũng khá là hiếm luôn đó. Nó thường xuất hiện ở những cái địa hình như là vùng sa mạc đó. Archalis. Ngon liền. Rồi đi tiếp thôi các bạn ạ. Ngon quá chướng. Bên này nó có một ngôi làng nè. Chỗ này là một cái Rat Game hả? Ngon. Mình sẽ lâu chỗ này luôn nha. Và trời, hình như nó đã bừng sáng rồi các bạn à. Cuối cùng thì mưa nó cũng đã tạnh rồi nè. Bắt được em Rayquaza thì mưa nó phải tạnh thế chứ. Để mình vô đây mình coi thử. Nó bán skill gì cái đã. Bán bon nè, bán cũng khá là rẻ các bạn à. Được cái revive nữa nè. Còn bên này thì được cái skill Dragon Ball nè. Dragon Ball. Chắc mình sẽ mua skill này để cho con Rayquaza quá. Rayquaza của mình nãy nó có một cái skill khá là thừa, mình cũng không có cần. Đó là skill Grunt. Đây, skill Grunt. Mình cũng không có cần skill đó cho lắm, nên sẽ thay nó luôn nha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục lên đường thôi. Ngon liền. Rayquaza cưỡi rồng đi trong gió, khá xịn luôn. Nhìn nó to mà nó đẹp vãi chưởng luôn các bạn à. Cuối cùng cũng gặp được nó. Để mình coi thử ở trên đây có gì hot không. Đi mấy cái vùng này là toàn là End Tower không thôi à. Đây nó có được một cái phòng chứa rương nè. Bay cao lên, bay cao lên. Bay gì thấp chủng vậy. Đi vô lấy đồ thôi các bạn ơi. Lại có vàng. Ngon. Có kim cương luôn. Ngon quá chưởng. Quá xịn, quá xịn. Sẵn thì mình sẽ bay qua cái phi thuyền bên kia luôn nha các bạn. Chỗ này nó còn một cái phòng chứa rương nữa nè. Các bạn có thể thấy nó có một cái lối ở trên đi xuống á, là chúng ta có thể đi lấy đồ được rồi đó. Khá xịn luôn. Hay là con này nó cán đường mình nè. Dám cản đường mình hả? Rồi, vàng sắt và mấy cái game. Lại là những món đồ quen thuộc. Chúng ta sẽ dọn dẹp cho nó kỹ cái đã. Để tập sau mình sẽ đi về mình sắp xếp lại cái mấy cái ba lô các bạn ạ. Nó full mất tiêu rồi. Rồi, bên đây coi có gì không. Có được quả Master Ball nào không. Tôi đang hy vọng có thêm một quả nữa nè.
Trời đất ơi, không có rồi. Bên đây cũng không có luôn. Có thêm quả nữa đó cho nó nâng lên thành 11 quả. Chừng nào bắt những con Pokemon khó thì mình sẽ dùng mấy quả đó các bạn à. Kiểu như mấy con Dialga nè, Palkia hoặc Giratina thì chúng ta sẽ dùng những cái quả đó cho nó chắc chắn. Bên này có một cái Beat Chest nè, chúng ta sẽ cùng đi qua lấy luôn nha. Beat Chest nằm ở đâu vậy? À, đây rồi, được một cái Poison Neon Z. Ui, và thêm một em Ultra Beast khác nữa đã xuất hiện rồi nè các bạn ơi. Đó chính là Pheromosa, cái con mà tập trước mình bắt á. Nhưng mà tập trước to hơn tập trước nha các bạn. Ồ, ngon vãi chưởng luôn. Lụm nó ngay. Không được rồi. Nè, bắt có vẻ khó ta. Mình sẽ chuyển qua mấy quả Ultra Ball mới được. Pheromosa. Tập trước thì mình bắt đúng cái con kích thước nhỏ nhất các bạn à. Yes. Trời ơi, bắt nó dễ vãi chưởng luôn. Đây, để mình coi con này kích thước gì đây. Kích thước nguyên mẫu luôn. Wow. Đó, đây là kích thước chính xác nhất của nó nè. Đây, Pheromosa. Ồ, nó phải cao như vậy chứ. Tập trước nó thấp quá các bạn à. Ồ, nhìn nó đẹp vậy ha. Rồi, mình mới thấy cái ông nhà thách đấu đứng đâu đây nè. Tính chạy đi đâu hả? Tính chạy đi đâu? À, mặc đồ tắm biển luôn. Ồ, có được con Swirtle luôn nè. Ồ, con rùa nước anh em à. Trời ơi, con này tôi kiếm hoài không được đó. Trời ơi, con này có luôn nè. Phải chi chúng ta trade được ha. Trời ơi, Swirtle mình chưa có luôn. Ok, mình vừa khám phá xong luôn cái Entho này. Nãy giờ thì đi rất là nhiều cái Entho khác luôn đó các bạn à. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hôm nay quá là may mắn luôn rồi. Mình đã gặp được khá là nhiều em Ultra Beast cũng như là Legendary. Nhưng mà trong số đó thì có được hai em mình chưa có, đó chính là Rayquaza và em Poipon. Nếu thấy video này hay các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhớ vào cái chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Ngoài ra nhớ comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Bye bye.